Khi nào tới bài của em nhớ báo em vô nha. Nhưng mà anh Quân, để đó em được cái USB, em có USB chép tất cả các bạn. Cách là 22 này. Cách là 3 là đàn này. Các bạn coi cái lịch dùm nha. Cái lịch share screen trên lớp. Các bạn coi lịch dùm đi. Những bạn nào chưa không việc thì ngồi phụ trách admin attendee tiếp. Dạ. Em đang chép trên USB. Ở trên này hả? Em đang xài máy em lên. Ở bên này đúng không anh? Cô là thứ mấy cô để em có thể xếp được không? Cô là 4 giờ. Bác sĩ Hạnh ở Đà Lạt và em tới nhờ bác sĩ Hạnh đi sau. Cô có thể liên hệ thôi được rồi em đi. Quay sẵn. Ở Đà Lạt luôn. Đây là cô Thủy sẽ trước cô Hiếu Thẳng. Đây không phải thứ nhất mà session trước một phần cũng liên hoan. Dạ dạ. Cô Hạnh ơi. Dạ. Cô Hạnh ơi, bài của cô là lúc 3 giờ 35 nhưng mà cô có thể chuyển xuống một bài sau là lúc 4 giờ được không cô? Cô vẫn đang ở Đà Lạt đúng không cô? Dạ dạ. Tại vì ở đây thì cô Thủy cần về sớm hơn á, cho nên là em xin phép là giờ của cô Thủy lên rồi cô đổi với cô Thủy. Dạ dạ. S3.4 là gì anh Quân đọc luôn. Ủa anh Quân đâu có làm S3 đâu. Em đang lên. Nhà tài trợ S3 hả? Calafaco trên Đà Lạt anh ơi. Họ tự lo trên Đà Lạt. Những nhóm nào trên Đà Lạt họ sẽ tự lên.
Alo Ngọc Hà, nghe rõ không Ngọc Hà? Cái Đà Lạt nghe rõ không ạ? À, nghe rất rõ. Đà Lạt nghe rõ không ạ? Đà Lạt nghe rõ. Mình kiểm tra chưa phải. Mình tắt cái. Anh Vinh ơi, giúp em tắt cái này là tiếng nó tắt tiếng của này. Tắt vô lưng của cái này. Dạ tắt vô lưng. Tại vì mình sẽ chia mọi trường khỏi. Mình coi nó chạy thử. Còn mấy bạn attend đi thì có tiếng nha. Có bài chưa? Có bài thằng chưa? Bài thì có hết rồi. Bài của em gửi trong quân nữa kìa. Em đang copy. Bài của nhà tài trợ cho Đà Lạt thì họ lên đó họ chiếu luôn. Có Calafaco 3.4 đó. Mà mình chỉ có mấy bài của anh em mình. Dạ, em đang chuyển. Em gửi lên group hết rồi đó. Rồi để em copy USB lên. Em không dùng máy này hả? Dạ không. Em dùng máy em luôn. Thì cái này có thể tắt cũng được. Không nói ra đây luôn nè. Tại vì em phải copy qua lại nhiều lần á, không có copy nhưng mà dùng cái này làm hơi to. À, cũng được, vậy vậy nói máy em. Em không biết là cái kết nối. Hai có thấy được cái hình của chị không? Nó như thế này. Chị đang nói nè. Bên Khuê nghe được không Khuê ơi? Dạ nghe được ạ. Rõ không? Rõ. Có thấy slide không? Chưa thấy slide. Để share lại cái đó nha. Thấy chưa? Dạ thấy slide rồi ạ. Ok tốt. Có nghe rõ không nha? Đầu còn chưa nghe rõ. Nghe rõ đúng không Khuê? Khuê nghe rõ mà. Chị Khuê có nghe rõ cái bài báo cáo đang xem ạ? Alo Khuê, nghe rõ không Khuê? Sao mình không nghe? Khuê chỉ đang mute Khuê ơi. Em nói không nghe. Khuê hồi nãy có nghe rõ không Khuê? Alo bây giờ có nghe rõ chưa ạ? Alo bây giờ nghe rồi Khuê. Nghe rõ. Nhưng mà Khuê có nghe rõ cái bài của ông Chi Bát ông nói không? Chưa bấm play nha, bấm play lại giùm em. Nghe nhỏ lắm ạ. Ok. Nghe rồi, okay. Hơi rè. Chạy tiếp giúp em đi, hơi rè tí. Hơi rè. À, có thể là do cái mic chúng ta. Dạ, hình như là mình chưa có share cái audio từ cái máy á thầy. Hello. Đây. Có tên bài số lên web coi số. Chắc
được. Ok. Dạ, Đà Lạt, Đà Lạt share lại video đi ạ. Ok. Deliberation. And once you are confident that all the senses are working properly and love is complete, you tell the patient, okay, now they can go to sleep. This point, and you tell them, okay, now you can go to sleep. Nghe không quên? Nghe hơi nhỏ mà nó lại không rõ tiếng anh ạ. Để em thử lại nha. Để em thử bên em nha. Để em thử bên em nha. Nó hết cỡ rồi đó. Then in the morning, once you finish, and you are about, you are stopping the study. Dạ, để em thử xe từ Sài Gòn coi anh nghe được không nhỉ? Ok, cứ thử xe đi Khuê. Anh sẽ dừng lại nha, stop xe lại nha. Dạ, dạ. Interpretation of diagnostic sleep study reports. In today's how to interpret level 1 diagnostic sleep study report and how to interpret level 2 diagnostic sleep study dạ, hình như là nó do cái thử xe lại cái Khuê ơi. Xe lại. Em nghĩ là nó do chất lượng âm thanh thôi, với lại giọng của ông hơi khó nghe. Hết cỡ rồi nhưng mà vẫn nó vẫn còn nhỏ quá Khuê ơi. Dạ. Cái giọng của ông hơi khó nghe nữa. Hello everyone. Today we'll be discussing about interpretation. Để khoan chờ chút xíu nha Khuê, thử thử test lại cái loa coi nha. Lecture. I'll try to cover how to interpret level 1 diagnostic. Nói lại đi Khuê ơi. Thì cho chạy lại đi Khuê. Đang chạy ạ. Now before we proceed, let's look at the general layout of diagnostic sleep study report. A level 1 diagnostic sleep study report usually starts with patient details, which include information about the patient like name, age, gender, contact details. Then không nghe ta. Cái loa của cái này sao nó không lên được ta? Đó thì mình nghe rõ được không? Được. Anh Hoàng thấy sao ạ? Rồi rồi nghe mở lại cái thử quay mở lại cái thử quay. What type of study was done? What definition of apnea was used? What nghe được cũng khá khá có hết cỡ cái âm thanh cho Khuê. Hết cỡ rồi ạ. Respiratory event parameters. Đúng đó. Hơi nhỏ bản thân nó hơi nhỏ chút xíu thôi. Limb movement events. Ở bên đó phải mở SK đấy. Ừ, đúng rồi. Dạ, vậy chốt lại là lấy cái nào anh? Anh nếu mà Đà Lạt chạy thì như nhau không? Anh nghĩ là mở bên em thì nó sẽ dễ hơn. Tại bên này để cho share cái các cái bài trực tiếp thì nó sẽ nhanh hơn đó Khuê. Chiều nay em có thể hỗ trợ ở đây luôn hay không? Hay là cần tại vì này luôn? Chiều nay em còn phải báo cáo xuất sinh 2. Cho nên là nếu tốt nhất thì bên đó chạy video. Chạy video luôn hả? Dạ. Ok, vậy thôi em stop share lại đi để trên này mở. Em vẫn có thể share bài này nếu như mọi người thấy bài này nó rõ hơn. Những bài sau là báo cáo viên khác rồi cho nên mình có thể trong lúc đó mình chuẩn bị. Em có thể share bài này cũng chỉ có 2-30 phút. Ừ, thì có thể em share cái bài này đi. Rồi để cái phần sau thì đến cái section 2 thì bắt đầu thể chuyển qua bên này. Dạ. Dạ, SI.2 thì mình sẽ chuyển qua bên đó nha. Ok. À, SI.2 đã là bài của thầy Bảo rồi. SI.2 là bài của thầy Bảo. SI.3 thì lại quay lại bên em. SI.4 là báo cáo của tâm hợp ở Đà Lạt.
Dạ, ok, vậy okay. Em sẽ chạy 2.5 bài này. Dạ, sao ạ? Okay. Dạ, ok, thống nhất. Dạ, dạ. Vậy thì bên mình, bên Đà Lạt có thể chuẩn bị S2.5, S2.6 cho ông Tripad. Tại vì có em sẽ báo cáo. Dạ, dạ, lúc đó mình có thể test thử âm thanh ở chỗ nào đó đó. Rồi để lát chạy S2.5 hay 2.6 giùm em. Ok. Rồi, ok. Dạ, vậy S2.1 em sẽ chạy, S2.2 là bác sĩ Bảo sẽ báo cáo ạ. À. Mình sẽ bắt đầu session 2 okay. luôn ạ. À. Dạ, đây là kính thưa quý vị đại biểu, chúng ta sẽ bắt đầu vào okay. session 2, session 2 của buổi chiều ngày hôm nay. Và đầu tiên là bài báo cáo về phân tích kết quả thăm dò chức năng giấc ngủ loại 1, 2, 3, 4 của bác sĩ Tripath, đại diện cho hãng Philips. Hello everyone. Today we'll be discussing about interpretation of diagnostic sleep study reports. In today's lecture, I'll try to cover how to interpret level 1 diagnostic sleep study report and how to interpret level 3 diagnostic sleep study report. Now, before we proceed, let's look at the general layout of diagnostic sleep study report. A level 1 diagnostic sleep study report usually starts with patient details, which includes information about the patient like name, age, gender, contact details. Then second thing we mention is procedure details, that is what type of study was done, what definition of apopnea was used, what sensors were used to record airflow. Then we report different sleep parameters. Diagnostic sleep study report also starts with patient details and procedure details. Then it goes on to report respiratory event parameters, oximetry summary, and overnight summary. Now, as we go forward, I'll discuss with you each of the parameters one by one. I'll be starting with level 1 diagnostic sleep study report. And let's look at what are the different sleep parameters that are reported in this report. In this report, we report lights on time, lights off time, sleep onset, lights on means when you stop the study. So if you see on this timeline, if this is the point where patient arrives in the sleep lab and you take some time for hookup of the patient and to perform calibrations, and once you are confident that all the sensors are working properly and hookup is complete, you tell the patient, okay, now they can go to sleep. This point when you tell them, okay, now you can go to sleep, is called lights off. Then in the morning, when you are sure that you are about to stop the study, that point is called lights on. Now, you have to remember two things very carefully here, that all impedance checks, amplifier calibrations, and physiological calibrations are completed and artifacts checked and corrected before lights out. That is, before lights off time, you have to do all the calibrations, you have to check whether any artifacts are there, and if they're present, remove them. Then only give the command of lights off. Then in the morning, once you finish and you are stopping the study, then post-test calibrations are performed after lights on. Please be very careful. Do not perform biocalibration after lights off. That will affect your sleep parameters. Always perform biocalibration before lights off. Total recording time. This is the time from lights out to lights on. So time from lights off to lights on is called total recording time, which is basically total sleep time plus total wake time. Total sleep time is total time spent asleep, which is equal to total recording time minus total wake time. And total wake time is total time spent awake during the study.
Total sleep time is basically calculated from the time sleep onset happened, and I'll be explaining sleep onset and sleep onset latency in a while. So the moment patient fell asleep to the point when we wake up the patient in the morning, assuming that patient never woke up during this period, then from sleep onset to lights on, this total time is called total sleep time. And from lights off to lights on is called total recording time. Sleep onset is first epoch of sleep, regardless of stage of sleep. That is any stage of sleep, N1, N2, N3 or REM. The moment we see any of these epochs for the first time after patient goes to bed, we call that point as sleep onset. And sleep onset latency is time from lights out to sleep onset. So if you see from lights off, patient took some time to fall asleep and fell asleep here. This time from lights off to sleep onset is called sleep onset latency. Now, it is very important that you give lights off command correctly, because if you give it wrongly, like in this case, lights off happened actually here, but command was given much earlier. You can see due to this, the sleep onset latency has increased considerably. And that is not pathological. It is because of wrong lights off command given in the software. So be very careful while giving the lights off command. Now, normal sleep latency is 10 to 20 minutes. Sleep latency can decrease, like in sleep deprivation, obstructive sleep apnea, narcolepsy, idiopathic hypersomnia, hypothyroidism, if patient is taking some drugs like hypnotics or consumed alcohol. Sleep latency can increase. You are in a new sleep environment and it's uncomfortable. Patient is having sleep onset insomnia, hyperthyroidism, anxiety, restless leg syndrome, patient is taking stimulant drugs like amphetamines, or patient have consumed caffeine close to bedtime. All these factors can increase the sleep latency. Next parameter is sleep efficiency. That is the percentage of total recording time the patient was asleep. It is calculated as a ratio of total sleep time to total recording time. The normal value of sleep efficiency in adults is more than 90%, and some labs take it as normal if it is more than 85%. Now, let's look at if sleep efficiency is reported as 100% in the sleep report. What does that mean? That means total sleep time is equal to total recording time. That is, when the study was started, patient was already sleeping. If sleep efficiency is reported as 0%, that means total sleep time is zero. That means patient never slept. The next parameter reported is wake after sleep onset. Total and wake after sleep onset is defined as total time spent awake after the first epoch of sleep. So what does this mean? It means, see here, the patient arrives in the sleep lab. You did the hookup in this portion. You did biocalibrations. You did your go to sleep, which is called off. Patient took some time to fall asleep, which is a sleep onset latency, and then patient slept for a while. Then at this point, patient wakes up. Let's say the patient wants to go to toilet. When goes to toilet, comes back, lies down and falls asleep again, and then is sleeping till morning until lights on command is given. Now this time period after sleep onset is called wake after sleep onset. Now, wake after sleep onset is increased in patients with fragmented sleep, sleep maintenance insomnia, early morning awakening insomnia, obstructive sleep apnea, restless leg syndrome, and it increases with aging. Usually, we try to keep it less than 10% of total sleep time. Then in the report, we report normal values of sleep stage as percentage of total sleep time. Non-REM sleep in a normal adult person should constitute 75 to 80% of total sleep time. And out of this 75 to 80%, N1 should be 3 to 8%, N2 should be 45 to 55%, N3 should be 15 to 20%. And REM sleep should constitute 20 to 25% of your total sleep time.
Now, these stages can increase or decrease depending upon different pathologies. Like N1 can increase with aging and disturbed sleep or in obstructive sleep apnea patient. N3 can increase if patient is taking some drugs like sodium oxybate. REM sleep can decrease like in obstructive sleep apnea and insomnia patients. N3 and REM both can increase and is especially seen after successful CPAP titration of OSA patient. And one of our goals of treating sleep disorder patients is to normalize the sleep architecture and bring different sleep stages in this range. Now, you should be familiar how these values are calculated. The software uses following formula. Percentage of stage N1 is minutes of N1 divided by total sleep time into 100 and respectively other stages. Then we report stage REM latency, which is time in minutes from sleep onset to stage R onset. So if patient slept at this point and REM first epoch of REM came at this point, then time from sleep onset to this first epoch of REM is called stage REM latency. Similarly, we can see what latencies for N1, N2, N3, and all the sleep latencies are calculated from sleep onset to the first epoch of respective sleep stage. Now, stage REM latency may be reported in the report as 0 minute. If it is 0 minute, what does that mean? That means time from sleep onset to first epoch of REM latency is 0 minute. That means REM sleep happened at sleep onset itself. That is, patient straight away went into REM sleep the moment the patient fell asleep. It may be reported, stage REM latency may be reported as none. That means REM sleep didn't happen. Now, normal REM latency is 90 to 120 minutes. That is, once you fall asleep, it should happen 90 to 120 minutes after you are falling asleep. For example, if you fall asleep at 10 p.m., REM sleep should come at least around 11:30 or 12 a.m. Now, REM latency can decrease if patient is sleep deprived, having depression, somebody was on REM suppressing drugs and there is a withdrawal, narcolepsy patient and OSA. REM latency can increase as a first night effect in a new environment. Somebody is taking REM suppressant drugs, somebody is taking stimulant drugs. Consumption of alcohol also increases REM latency. So in summary, we discussed these following parameters in sleep report. Now let's see what kind of questions come in the exam based on the concepts that you just learned. So this is one of the typical questions that come on the exam, that lights off epoch was given in epoch number 20, lights on epoch was given in epoch number 800, sleep onset epoch was given in epoch number 40, stage R onset epoch was 60. So the first question is, what is total recording time? Second is, what is sleep onset latency? And the question number 3 is, what is stage REM latency? So what is total recording time? In this case, it is 390 minutes. Why? Total recording time is from lights off to lights on. That is, from lights off to lights on is total recording time. Lights off happened in epoch number 20 and lights on happened in epoch number 800. So total number of epochs between lights off and lights on is 780 epochs. Now, one epoch is 30 seconds in duration. So what is the duration of 780 epochs? 390 minutes. That means from lights off till lights on, 390 minutes passed. And that means total recording time is 390 minutes. The second question, sleep onset latency. It is 10 minutes. What is sleep onset latency? Time from lights off to sleep onset. Lights off happened in epoch number 20. Sleep onset happened in epoch number 40. This information is given in the question. So there are 20 epochs between lights off and sleep onset. One epoch is 30 seconds in duration. So 20 epochs is equal to 10 minutes. So time from lights off to sleep onset is 10 minutes, which is exactly we call sleep onset latency. Hence, answer is 10 minutes. Stage REM latency. Stage REM latency is from sleep onset to first epoch of stage REM sleep. Sleep onset happened in epoch number 40. Stage REM came in epoch number 60. So there are 20 epochs between sleep onset and stage R. So
One epoch is 30 seconds in duration, so 20 epochs is 10 minutes. That is from sleep onset to stage REM, time elapsed is 10 minutes. Hence, stage REM latency is 10 minutes. After sleep parameters, the next portion that you see in the report is respiratory event parameters. In that, we report apnea hypopnea index, we report respiratory disturbance index, we report respiratory event index, we report apnea index, hypopnea index, presence or absence of chain strokes breathing, presence or absence of hypoventilation, number of obstructive mixed and central apneas, number of hypopneas, number of apneas plus hypopneas, number of respiratory effort related arousals, and occurrence of snoring. Oximetry summary reports number of oxygen desaturations more than or equal to 3% or more than or equal to 4%, oxygen desaturation index, mean arterial oxygen saturation, and minimum oxygen saturation during sleep. We'll be discussing all these parameters one by one. So first, let's look at what is apnea hypopnea index. It is also called AHI. It is total number of apneas plus hypopneas per hour of sleep. And the formula for AHI is number of apneas plus hypopneas divided by total sleep time in hours. The second parameter that is reported is called respiratory disturbance index, which is also called RDI. It is defined as total number of apneas plus hypopneas plus RIRAs per hour of sleep. How do we calculate it? RDI is equal to number of apneas plus hypopneas plus RIRAs divided by total sleep time in hours. And both of them are expressed per hour. We can also report AHI as total AHI, non-REM AHI, which is number of apneas plus hypopneas in non-REM sleep divided by non-REM total sleep time. REM AHI is number of apneas plus hypopneas in REM sleep divided by REM total sleep time. Supine AHI is number of apneas plus hypopneas in supine position divided by supine total sleep time. And non-supine AHI is number of apneas plus hypopneas in non-supine position and divided by non-supine total sleep time in hours. Now, these parameters are important in making different diagnoses, as you will see as we move forward. AHI and RDI interpretation is, if it is less than 5 events per hour, we consider it as normal in adults. 5 to less than 15 events per hour is mild sleep disordered breathing. 15 to 30 events per hour is moderate sleep disordered breathing. And more than 30 events per hour is severe sleep disordered breathing. Now, as I told you, we can also express AHI as supine and non-supine AHI. And that is important if you want to make a diagnosis of postural obstructive sleep apnea. Postural obstructive sleep apnea is defined as AHI in supine position more than 2 times AHI in non-supine position. Then we call it postural OSA. How do we say somebody have REM obstructive sleep apnea? If AHI in non-REM sleep is less than 5 events per hour and AHI in REM at least 5 events per hour with at least 30 minutes of REM sleep is one definition, or REM AHI is 2 times the non-REM AHI and AHI in non-REM sleep is less than 15 events per hour is the second definition. You can use either of these, but there is no standardized definition for REM OSA. These are different definitions from different studies. Hence, it becomes important to express AHI not only as total AHI, but also as supine AHI, non-supine AHI, non-REM AHI, and REM AHI if we want to see what subtype of obstructive sleep apnea this patient is suffering. Now, there is a new parameter called respiratory event index, which is also called REI. This is recently introduced by American Academy of Sleep Medicine, especially to be used during home sleep testing. It is equivalent to AHI. It is interpreted in the same way as AHI. The formula for REI is number of apneas plus number of hypopneas divided by monitoring time.
AHI was number of apneas plus number of hypopneas divided by total sleep time, but REI is divided by monitoring time. Now, what is monitoring time? Monitoring time is total recording time minus time in artifacts and time awake as assessed by asking the patient, looking at respiration or body position. Now, this parameter is a new parameter which you will see in level 3 reports. It is not seen in level 1 diagnostic sleep study reports. Also reported is apnea index, which is total number of apneas per hour of sleep. We can break it down into obstructive apnea index or central apnea index. So apnea index is total number of apneas divided by total sleep time expressed in per hour. Obstructive apnea index is total number of obstructive apneas divided by total sleep time expressed per hour. Central apnea index is total number of central apneas divided by total sleep time expressed per hour. And these different indexes help us in making specific diagnosis of sleep disorder breathing. We also report hypopnea index, which is total number of hypopneas divided by total sleep time expressed as per hour. Now, let's see how all these parameters help us in making different diagnoses. So the International Classification of Sleep Disorders polysomnography criteria for obstructive sleep apnea diagnosis is clinical symptoms plus polysomnographic recording shows more than 5 respiratory events per hour of sleep. That is, your AHI or RDI is more than 5 plus patient have clinical symptoms, you can make a diagnosis of obstructive sleep apnea syndrome. The second criteria is if patient does not have any symptoms, patient is totally asymptomatic, but you do a polysomnography and recording shows more than or equal to 15 respiratory events per hour of sleep. That is, your AHI or RDI is more than 15 respiratory events per hour of sleep, you can make a diagnosis of obstructive sleep apnea syndrome. This is a report from patient highlighting the respiratory parameters. What you see here is apnea, type of apnea, obstructive, central, mixed, and hypopnea. Over here is shown the number of each event. This is the apnea hypopnea index, and in this is total, and these are for individual respiratory events. This is the number of events in supine position and number of events in non-supine position, along with their mean duration and longest duration. So what we see here is number of apneas is 136. Out of this, 133 are obstructive, there are no central events, 3 are mixed, and hypopnea are 57. So total number of apnea plus hypopnea is 193. Total AHI is 22.4. Total apnea index is 15.8. Obstructive apnea index is 15.4. Central apnea index is 0 because there are no central events. Mixed apnea index is 0.3. And hypopnea index is 6.6. And 75 events, which were apnea, happened in supine position, and 61 apneic events happened in non-supine position. So in this case, patient is having AHI of 22.4, we make a diagnosis of moderate sleep disorder breathing, and since all the events are obstructive in nature, there is no central event, we call it as moderate obstructive sleep apnea patient. Next is central sleep apnea. Let's look at International Classification of Sleep Disorders polysomnographic criteria for central sleep apnea. AHI should be more than 5 per hour, and central apneas or hypopnea should be more than 50% of total number of apneas and hypopneas, and central apnea or hypopnea should be more than 5 per hour, and symptoms of excessive daytime sleepiness or disrupted sleep should be present, and they frequently coexist with mixed apneas or obstructive apneas or hypopneas. Now, how does a report of such a patient look like? If you see, the total AHI of this patient is 37.3, which allows us to make a diagnosis of severe sleep disordered breathing. Total number of apneas are 259, hypopneas are 12, and if I look at individual apneas, 205 apneas are central, 8 are obstructive, 46 are mixed.
So total AHI is definitely more than 5. Central apnea index is 28.2, which is more than 5. Central apneas, which are 205, it is more than 50% of the total number of respiratory events, hence giving us the diagnosis of central sleep apnea. If we look at the polysomnography tracing, this is the Chain-Stokes breathing pattern. So we call that this patient is having central sleep apnea, Chain-Stokes breathing type. Also reported is respiratory events by body position. So we report type of respiratory events by body position, number of obstructive apnea, central apnea, and mixed apnea by body position. We report AHI, RDI, or REI by body position, and time spent in each body position. If you look at, this is how the events by body position are reported. Over here, you can see different body positions. This is the time in each body position. This is the AHI reported in each body position. If you see, this patient is having supine AHI of 69.1. There were respiratory events in left supine, left body position and right body position. AHI in left body position is 15.9, in right body position is 3.6. So AHI in supine is 69.1, and in non-supine it is 15.9 plus 3.6, which is 19.5. So if we look at supine AHI, it is definitely more than 2 times the non-supine AHI. Hence, we make a diagnosis of positional obstructive sleep apnea in this case. Under oximetry summary, oxygen desaturation index is reported. What is oxygen desaturation index? It is number of desaturation events divided by total sleep time in expressed as per hour. Now, very important is we either take 3% or 4% relative desaturation events. So this decision has to be made before you start scoring the study. Either you can have a 3% relative desaturation events or 4%. You cannot use both the definitions. Usually we try to keep it oxygen desaturation index to less than 5 events per hour. Also reported is mean arterial oxygen saturation and minimum oxygen saturation during sleep. Chain-Stokes breathing is reported as absent or present, and we also need to report duration of Chain-Stokes breathing or the number of Chain-Stokes breathing events. Hypoventilation should be reported as present or absent. So these are the parameters that we discussed in detail, which are reported as respiratory parameters in the level 1 diagnostic sleep report. And these are the same parameters which will also be reported in level 3 diagnostic sleep study report. Next thing in the report we see is periodic limb movement events. For periodic limb movement events, following parameters are reported. Number of periodic limb movements during sleep, which is called PLMS. Number of PLM associated with arousals. And then we calculate periodic limb movement index, which is total number of periodic limb movements divided by total sleep time and expressed as per hour. Now, this index helps us in making a diagnosis of periodic limb movement disorder, which is defined as PSG shows highly stereotyped limb movements, and if limb movement index is more than 5 per hour in children and more than 15 per hour in adults, and clinical sleep disturbance or a complaint of fatigue cannot be explained by another medical disorder or sleep disorder, then we make a diagnosis of periodic limb movement disorder. Next we see is arousal events. We report number of arousal events and calculate arousal index, which is number of EEG arousals divided by total sleep time and expressed as per hour. Now the normal value of arousal index, there is very little data on this, but we try to keep it less than 5 per hour. In very simple terms, arousal index gives us a measure of sleep fragmentation. Higher the arousal index, more fragmented sleep the patient have. So we try to keep it as minimum as possible. And keep in mind, arousal index increases with age. Under cardiac events, we report following things: average heart rate during sleep, highest heart rate during sleep, highest heart rate during recording, occurrence of bradycardia along with lowest heart rate, occurrence of asystole along with longest pause, occurrence of narrow complex tachycardia along with highest heart rate,
occurrence of white complex tachycardia along with highest heart rate, occurrence of atrial fibrillation along with average heart rate, and occurrence of any other arrhythmia. And on the last page, what you see is overnight summary. What you see here on the top is your sleep staging. This is called your hypnogram. Then second parameter here is reported SpO2, then heart rate. Arousals are over here. Leg movements are here. This one bar means one leg movement. So some leg movements are happening for this patient. Then respiratory events, central apneas. Each line means one apnea, and the length of the line indicates the duration of the apnea. Longer the line, longer the duration of apnea. So this patient definitely have some component of central apneas happening. Obstructive apneas in red. Then mixed apneas are depicted here. Hypopneas are depicted. And lastly, body position is shown here. L is for left, P is for prone, prone lateral, supine, supine lateral, right, supine right, prone right. And this you can very clearly see here, the patient is in supine sleep. So some respiratory events are happening. So this graph allows us to view what happened during the whole night in one page. Coming to level 3 diagnostic sleep study report, we have discussed that following parameters should be reported. That is the patient details and procedure details. In procedure details, definition of hypopnea should be mentioned. Sensors used to record airflow should be mentioned. Lights on time, lights off time, total recording time and monitoring time should be mentioned. Respiratory event parameters are reported, which are same as level 1 report. So please, whatever I taught you for level 1 report, same applies for level 3 diagnostic report also. But in level 3 diagnostic report, we report REI is recommended in place of AHI or RDI. We cannot report RERAs because arousals cannot be scored in level 3 study because we are not recording sleep in level 3 study. Oximetry summary is reported, which is exactly same as level 1 diagnostic report. And lastly, overnight summary in the form of a pictorial diagram that I showed you for level 1 sleep study. So let's see what kind of exam questions come based on these concepts. So let's see one question. Over here, they have given you that patients went into REM and non-REM sleep, spent this time in each stage, these many apneas, hypopneas happened in each stage. So they are going to ask you, what is stage REM AHI? What is stage non-REM AHI? And what is total AHI? So based on the formulas that you learned, you can easily calculate these parameters. So in summary, I discussed with you level 1 diagnostic report and level 3 diagnostic report, and I discussed the basic structure of these two reports and how do we make interpretation to come to specific diagnosis and to conclude whether treatment is effective or not. Thank you so much. Dạ, xin kính chào các thầy cô. Dạ, không nghe được thầy Bảo ơi. Alo, xin các đầu cầu nghe rõ chưa ạ? Các thầy cô nghe rõ không ạ? Dạ rõ rồi ạ. À, rồi. Xin cảm ơn cái bài trình bày của bác sĩ Tripath. Bác sĩ Tripath vừa trình bày với chúng ta là cái cách mà chúng ta đọc một cái kết quả đa ký giấc ngủ, tức là gọi là cái tiếp 1 đó, hoặc là một cái đa ký hô hấp gọi là cái tiếp 3. Cái sự khác nhau giữa hai cái loại này là có điện não hay là không có điện não. Thì như vậy là phân tích kết quả đa ký hô hấp và đa ký giấc ngủ là một trong những cái bước hết sức là quan trọng để chúng ta có thể đưa đến được một cái chẩn đoán về bệnh lý giấc ngủ, đặc biệt là ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ,
ngưng thở trung ương hoặc là chain stop một cách hết sức là chính xác. Thì có lẽ là quý vị đại biểu cũng sẽ có một số các cái câu hỏi, thì chúng ta sẽ có cái thời gian ở phía sau từ khoảng nửa tiếng để chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Thì bây giờ thì tôi thì là hôm nay là chủ tọa cái phiên này, đồng chủ tọa tôi thì có phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Giáp, thì mời thầy Giáp giới thiệu cho báo cáo viên kế tiếp ạ. Dạ vâng. Kính thưa các thầy cô, các đồng nghiệp, để chúng ta cũng vừa nghe cái bài báo cáo rất hay của bác sĩ Chipat Deep Singh. Bác sĩ Chipat thì cũng gắn bó với Việt Nam rất nhiều, và sau đây thì chúng ta sẽ đến cái chủ đề cũng hết sức là thú vị và có rất nhiều các cái thông tin mà có lẽ là chúng ta đâu đó chúng ta đã bị nhầm lẫn, đâu đó chúng ta cũng chỉ đi điều trị cái bệnh hô hấp và quên mất được cái ẩn sau đằng sâu bên trong đó là cái nguyên nhân gì. Thì sau đây thì xin trân trọng giới thiệu và kính mời tiến sĩ Lê Khắc Bảo, phó chủ tịch Hội Y học giấc ngủ Việt Nam với cái bài trình bày OSA và bệnh hô hấp. Xin trân trọng kính mời thầy. Cảm ơn thầy Giáp, em cho share cái bài lên đi. Rồi, các thầy cô thấy được cái bài chưa ạ? Dạ, thấy rồi thầy Bảo. Kính thưa tất cả thầy cô, thì chúng ta sẽ thầy cho cái màn hình, nó toàn màn hình đúng không ạ? Dạ vâng. Rồi, giờ toàn màn hình rồi phải không ạ? Dạ rồi. Vậy thì cái đề tài buổi chiều hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ và các cái bệnh lý hô hấp thường gặp mà chúng ta hay có, tức là bệnh viêm mũi dị ứng, bệnh hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì cái bài trình bày của tôi chiều hôm nay nó sẽ đi 3 phần. Phần thứ nhất á, là cái liên quan giữa ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ và viêm mũi dị ứng. Phần thứ hai sẽ nói về liên quan giữa ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ với bệnh hen và CBD. Và cuối cùng vẫn là cái câu quan trọng hơn, là mình nhìn thấy được cái sự liên quan, sự phối hợp của các bệnh lý hô hấp với lại ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, thì mình ứng dụng điều gì ở trên thực hành lâm sàng trong vấn đề chẩn đoán và vấn đề điều trị bệnh. Thì đầu tiên là người ta nói về mối liên quan giữa viêm mũi dị ứng với OSA. Thì cái liên quan đầu tiên đã nằm ở trong liên quan dịch tễ học. Thì người ta thấy rằng cái người mà bị viêm mũi dị ứng thì nó có nguy cơ cao mắc OSA. Trong một nghiên cứu tại Thái Lan với cỡ mẫu là 120 người, thì người ta thấy là có 23,3% những người mà viêm mũi dị ứng đó thì có nguy cơ cao bị mắc OSA dựa trên cái bảng stop bank lớn bằng 3 điểm. Và ngược lại thì vậy người OSA có tỷ lệ mắc viêm mũi dị ứng và viêm mũi không dị ứng có nhiều không? Thì cái tỷ lệ ở đây là người ta thấy rằng nghiên cứu Trung Quốc, một nghiên cứu đó nó có 240 người tham gia, thì 27,1% mắc viêm mũi dị ứng và 28,7% cái người mà ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ là mắc viêm mũi không dị ứng. Cái liên quan về mặt dịch tễ học này cho thấy rằng ở đâu đó là có một cái sự liên kết giữa sự đồng mắc giữa cái OSA và viêm mũi dị ứng. Bây giờ người ta nghiên cứu rộng hơn nữa, thì ở đây có một cái phân tích gộp của 44 nghiên cứu và cái cỡ mẫu của nó lên đến 6.062 người. Thì người ta thấy rằng nếu mà ở trên trẻ em á, thì viêm mũi dị ứng đó là làm tăng gấp 2,12 lần cho những người có bị rối loạn hô hấp liên quan giấc ngủ. Nhưng mà điều đó lại không có xảy ra với người lớn, tức là người mà có rối loạn hô hấp liên quan giấc ngủ thì nó không có tăng cái tỷ lệ viêm mũi dị ứng một cách rõ ràng ở trên người lớn này. Vì sao người ta trả lời câu hỏi như vậy? Thì người ta thấy rằng thì bởi vì cái cấu trúc giải phẫu của cái người lớn và trẻ em nó có sự khác biệt của cái đường hô hấp trên. Ở trong đó thì ở trẻ em thì nó rất là dễ bị quá phát của VA, sự lớn lên của các amidan. Và khi mà chúng ta biết rằng sự quá phát của VA và sự lớn lên của amidan thì đó là một yếu tố làm tắc nghẽn cái đường thở trên và nó dễ dàng dẫn đến OSA nhiều hơn. Cho nên người ta sẽ thấy được cái mối liên quan này ở trẻ em nhiều hơn là ở người lớn. Ngược lại khi ở người lớn thì chúng ta trưởng thành
thì có sự suy biến, sự thoái biến của các amidan này và của các VA, nên sẽ không thấy cái mối liên quan này rõ bằng ở con nít. Người ta mới hỏi là vậy thì những cái liên quan về mặt dịch tễ học như thế nó có được giải thích như thế nào về cái cơ chế bệnh sinh bên trong hay không? Thì người ta thấy thực sự là có cái mối liên quan như vậy. Nó liên quan như thế nào? Thì người ta thấy rằng trên những cái người mà bị ngưng thở, tắc nghẽn khi ngủ thì tự nhiên ở trong cơ thể các cái hóa chất trung gian gây viêm nó cũng tăng lên. Ví dụ nó là tăng về interleukin 1, interleukin 6 và TNF alpha. Với sự gia tăng của các cái hóa chất trung gian gây viêm này thì nó làm kích hoạt cái quá trình viêm qua trung gian của TH2, và chúng ta biết kích hoạt quá trình viêm qua trung gian của TH2 thì nó làm tăng cái nguy cơ mà có thể bị viêm mũi dị ứng. Ngược lại, khi một người bị viêm mũi dị ứng thì cái đường không khí đi qua lỗ mũi đi vào trong cơ thể nó sẽ bị hẹp lại, và khi nó hẹp lại thì nó có hiện tượng là nghẹt mũi, tăng kháng lực đường mũi, và như vậy thì người đó buộc lòng phải thở miệng. Một người mà muốn thở miệng thì đầu tiên là cái miệng phải há ra, cái miệng phải kéo ra phía sau, cái lưỡi phải mở rộng ra phía sau, tức là đi ra phía sau, cái miệng mở lớn và dời ra phía sau. Khi mà miệng mở lớn và dời ra phía sau như vậy thì vô hình chung làm cho cái cơ mà giãn nở đường hô hấp trên nó bị ngắn lại. Nó bị ngắn lại như vậy. Thì như vậy thì đến lúc mà nó co lại như vậy thì nó sẽ không tạo được cái chuyện mở đường hô hấp trên một cách dễ dàng hơn nữa. Cho nên là khi mà thở miệng như vậy thì nguy cơ bị ngưng thở, tắc nghẽn khi ngủ nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Và những cái đây là cái sự liên quan về mặt cơ chế bệnh sinh giữa hen ở giữa cái viêm mũi dị ứng và ngưng thở, tắc nghẽn khi ngủ. Ở đây nó lại còn có một liên quan như thế nào nữa về mặt cơ chế bệnh sinh, thì người ta thấy rằng cái hiện tượng đóng lại của cái đường hô hấp trên mà gây ra ngưng thở, tắc nghẽn khi ngủ nó còn liên quan trên một cái định luật gọi là Stalin. Ở đây là có cái áp lực của đầu vào, tức là áp lực không khí từ đường vào đi vào mũi và áp lực không khí đi ngang qua vùng hô hấp trên rồi sau đi ra chỗ khí quản, phế quản, gọi là áp lực ở đường hô hấp dưới. Thì người ta thấy rằng gì? Khi mà áp lực mà đi vào trong mũi nó giảm đi thì nó làm cho cái phần mềm phía sau của mũi, tức là đường hô hấp trên, nó dễ dàng bị xẹp hơn. Và khi nó dễ dàng bị xẹp hơn như vậy thì nó gây ra một cái ngưng thở, tắc nghẽn khi ngủ. Điều đó có nghĩa rằng nếu bệnh nhân này đang bị một cái viêm mũi dị ứng nó làm nghẹt mũi thì vô hình chung là cái lưu lượng không khí đi qua mũi để vào cái đường hô hấp trên nó bị ít đi và áp lực nó thấp xuống. Và khi nó áp lực nó thấp xuống như vậy thì cái đường hô hấp, cái phần mềm của đường hô hấp trên nó dễ dàng bị xẹp hơn. Đó là lý do vì sao người viêm mũi dị ứng nó dễ bị ngưng thở, tắc nghẽn khi ngủ nhiều hơn là người không có viêm mũi dị ứng. Liên quan ba, người ta có thể thấy được là giữa cái viêm mũi dị ứng với lại cái OSA, đó là liên quan về vấn đề điều trị. Bây giờ hồi nãy mình vừa mới nói, nếu tôi nghẹt mũi thì cái luồng không khí đi vô mũi nó không đủ nhiều, áp lực nó không đủ cao, làm đường thở trên cái đoạn mà dễ bị xẹp, nó xẹp vào nhiều và làm cho OSA. Vậy bây giờ nếu tôi làm cho đường, cái lỗ mũi tôi thông thoáng hơn thì liệu rằng cái hiện tượng xẹp đường thở nó có giảm hay không? Và hiện tượng ngưng thở, tắc nghẽn khi ngủ nó có giảm hay không? Thì câu trả lời là có. Khi người ta dùng cái corticoid xịt mũi mà xịt lên trên những cái người bị OSA mà nó có cái viêm mũi dị ứng này và được chứng minh trong 5 cái nghiên cứu ngẫu nhiên mù đôi có chứng, thì nó dẫn đến một chuyện là giảm rất là đáng kể cái chỉ số ngưng thở, giảm thở và cải thiện cái hình trạng buồn ngủ ngày của những người bệnh nhân này. Bởi vì cái viêm mũi dị ứng thì không phải là mình chỉ chữa bằng một mình cái corticoid xịt mũi đâu. Mình có thể điều trị bằng anti-leucotriene. Thì điều trị anti-leucotriene thì như thế nào? Thì có 3 thử nghiệm ngẫu nhiên mù đôi có chứng thấy được điều đó. Và quả nhiên trong chỗ này cũng đưa ra kết quả là khi tôi dùng anti-leucotriene trên những người bệnh nhân có viêm mũi dị ứng và OSA này thì nó làm giảm đáng kể cái AHI và giảm cái mức sụt giảm cái độ bão hòa oxy về đêm. Vậy thì trong những trường hợp người ta dùng thuốc co mạch mũi thôi, tức là chỉ làm thoáng cái mũi thôi chứ không phải dùng thuốc kháng viêm hoặc là anticholinergic, thì ở đây cũng có 4 thử nghiệm ngẫu nhiên mù đôi có chứng như vậy. Nhưng mà hãy nhớ ở trong cái sử dụng thuốc co mạch mũi thì trong 4 cái thử nghiệm ngẫu nhiên mù đôi có chứng đó chỉ có 1 thử nghiệm cho thấy là nó có thể giảm được AHI mà thôi. Điều đó có đưa ra một cái nhận định ở trên lâm sàng là gì? Nếu trên bệnh nhân bị ngưng thở, tắc nghẽn khi ngủ và viêm mũi dị ứng thì cái điều trị mình nên lựa chọn cho họ chính là corticoid xịt mũi và anti-leucotriene, chứ không nên dùng
co mạch mũi cho bệnh nhân. Và chúng ta biết thuốc co mạch mũi khi sử dụng nhiều hơn 5 ngày thì có khả năng là gây viêm mũi, tăng sinh mô hạt rất là nhiều. Về cái vấn đề liên quan, đó là liên quan giữa viêm mũi dị ứng ảnh hưởng lên cái OSA như thế nào. Điều trị viêm mũi dị ứng thì làm cải thiện OSA. Vậy thì bây giờ nếu tôi có bị viêm, bị OSA, tức ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, mà điều trị cái OSA này thì có cải thiện được viêm mũi dị ứng và viêm mũi không, dị ứng hay không? Thì người ta thấy rằng, à có đấy, khi mà dùng cái CPAP này thì nó sẽ dẫn đến những cái tình trạng sau đây. Tình trạng thứ nhất là tình trạng viêm ở mũi. Mũi viêm mũi dị ứng bình thường nó sẽ viêm của tăng sinh của tế bào hải quan, thì khi mà dùng cái CPAP này vào thì nó chuyển hướng viêm đó qua hướng là tăng neutrophil. Cái thứ hai là khi dùng CPAP như vậy thì nó sẽ làm cho cái mũi nó dễ bị khô hơn. Cho nên nếu mà trả lời câu hỏi là chữa cái CPAP để mà cải thiện được cái OSA thì làm cho viêm mũi dị ứng nặng lên hay nhẹ đi, thì coi chừng chỗ này, nó cẩn thận, nếu chúng ta dùng không khéo nó có thể làm nặng lên tình trạng viêm mũi nữa. Bởi vì lúc bây giờ nó gây viêm mũi qua trung gian của neutrophil và gây khô mũi. Cho nên lúc bây giờ trong cái điều trị CPAP, chúng ta phải hết sức lưu ý đến vấn đề này để mà giảm cái tác dụng của việc điều trị CPAP lên cái bệnh án viêm mũi dị ứng và viêm mũi không dị ứng mà bệnh nhân đã có. Rồi, ở trong cái vấn đề này chúng ta thấy rằng là khi mà một người mà bệnh OSA mà có kèm đến viêm mũi dị ứng nữa, mà mình sử dụng cái máy CPAP mà họ giảm cho họ, và điều trị cho họ. Nếu chúng ta bỏ quên cái bệnh đồng mắc viêm mũi dị ứng thì vấn đề tuân thủ điều trị đối với CPAP nó giảm đi rất là nhiều. Bởi vì sao vậy? Bởi ví dụ chúng ta tưởng tượng nó để một cái mặt nạ mũi ở đây, chúng ta bơm một cái luồng hơi vào để mở ra đường thở mà bệnh nhân đó lại bị nghẹt mũi. Vậy thì cái máy nó vô hình chung nó sẽ tăng áp lực lên để vượt qua cái kháng lực ở mũi. Và khi cái tăng áp lực lên nhiều quá như vậy thì người bệnh nhân sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Bởi vì áp lực CPAP lớn quá cho họ, họ không thể chịu nổi. Và khi họ không chịu nổi thì họ sẽ không tuân thủ điều trị. Như vậy, trong cái vấn đề điều trị CPAP trên bệnh nhân OSA cộng với viêm mũi dị ứng, chúng ta hết sức là lưu ý là một, CPAP nó có thể làm nặng lên tình trạng viêm mũi dị ứng và viêm mũi không dị ứng đấy, cho nên phải hết sức thận trọng. Và thứ hai, nếu cứ để cái viêm mũi dị ứng và viêm mũi không dị ứng kéo dài mãi thì cái sự tuân thủ điều trị với CPAP nó sẽ giảm đi. Và chính vì liệu đó, khi chúng ta điều trị CPAP cho bệnh nhân thở tắc nghẽn khi ngủ có viêm mũi và viêm mũi dị ứng thì chúng ta phải theo dõi rất là kỹ cái vấn đề nghẹt mũi của người bệnh nhân. Khi người bệnh nhân đến, lúc nào chúng ta cũng phải hỏi là thở CPAP này mấy cái mũi nó bị khô không, nó có thể bị nghẹt không, nếu có thì chúng ta cần phải điều trị một cách phù hợp. Như vậy là tôi đã vừa trình bày xong cái liên quan giữa OSA và viêm mũi dị ứng rồi. Bây giờ chúng ta hãy bỏ rời cái quãng đường hấp trên là viêm mũi dị ứng, chúng ta đi xuống cái đường hô hấp dưới, chúng ta xem hai cái bệnh thường gặp ở trong hô hấp chúng ta, đó là bệnh hen và bệnh CBD, thì mối liên quan như thế nào. Ở đây chúng tôi có một cái nghiên cứu, là một cái nghiên cứu đoàn hệ hoàng đệ Odosa. Hoàng đệ này kéo dài trong vòng 10 năm và theo dõi trên một cái số cỡ mẫu rất là lớn, là 4.980 người. Cái mục tiêu của cái nghiên cứu này là người ta muốn xem thử là cái diễn biến tự nhiên của một người bệnh nhân mà có hen, có CBD, có OSA, nó diễn tiến như thế nào. Và nếu như những người bệnh mà có OSA thì đáp ứng với điều trị CPAP là sao. Thì khi mà ta có một cái đoàn hệ những cái người như vậy, người ta bắt đầu theo dõi thì người ta thấy rằng là có một cái tỷ lệ đồng mắc OSA trên bệnh nhân hen là 38,2%, trên bệnh nhân CBD là 24,4%, và trên bệnh nhân đồng mắc vừa hen và CBD đó là 36,3%. Ngược lại, nếu lấy bệnh nhân OSA là mẫu số ở phía dưới thì người ta thấy rằng trên những người bệnh nhân OSA có đến 18% là bị hen, có 46,4% CBD và ACO là 11,3%. Như vậy ở đây một lần nữa, về mặt liên quan dịch tễ học, chúng ta cũng thấy có một sự gần gũi giữa cái OSA với lại bệnh hen và bệnh CBD. Và điều đó đưa đến một chuyện là nếu bệnh nhân có hen, nếu bệnh nhân có CBD thì phải tầm soát xem họ có OSA hay không. Và ngược lại, nếu người ta là OSA thì cũng nên tầm soát ngược lại xem người ta có hen và có CBD hay không. Và cái giãn đồ Venn ở đây, chúng ta nhìn thấy được toàn cục cái sự chồng lấn giữa bệnh hen, bệnh CBD và bệnh OSA ở trong biểu đồ này. Đây là cái nghiên cứu đã được công bố ở trên cái là năm 2020, ông vừa mới ở đây thôi.
Cái điểm hay ở trong cái nghiên cứu, những cái nghiên cứu theo dõi này thì người ta thấy rằng cái tỷ lệ sống còn sau 10 năm ở những người bệnh nhân có không có bệnh gì, hoặc là có một mình bệnh hen, một mình bệnh CBD hoặc mình OSA, hay là đồng mắc giữa hen và CBD, đồng mắc giữa hen và OSA, đồng mắc CBD và OSA và đồng mắc ba bệnh thì sao? Thì người ta kết luận rằng những người nào mà đồng mắc cả ba bệnh, vừa hen, vừa CBD, vừa OSA thì tỷ lệ sống còn sau 10 năm giảm đi rất là nhiều. Và tương tự như vậy, nó càng đồng mắc nhiều bệnh thì tử vong nhiều hơn, đồng mắc ít bệnh thì tử vong ít hơn. Điều đó có nghĩa là gì? Khi chúng ta có thể nhận diện được sự đồng mắc của hen CBD và OSA để có thể can thiệp phù hợp, thì chúng ta có thể cải thiện được phần nào về cái tiên lượng tử vong, tiên lượng sống còn của bệnh nhân trong thời gian. Đó là liên quan về mặt dịch tễ học. Vậy chúng ta sẽ nhìn trở lại. Vậy thì cái liên quan về mặt dịch tễ học nó được giải thích như thế nào về mặt cơ chế bệnh sinh? Thì ở đây người ta thấy có một cái sự liên quan rất là rõ. Ở trên những người bệnh nhân hen và người bệnh nhân CBD thì người ta thấy rằng nó lại có một cái hiện tượng là mặc dù hen là CBD là viêm đường hô hấp dưới thôi, nhưng mà trên những người bệnh nhân đó nó cũng có một cái tỷ lệ nhất định nó viêm cái niêm mạc của đường mũi và viêm của đường hô hấp trên nữa. Nó có thể thay đổi về sự yếu cơ hô hấp để trong vấn đề hô hấp của bệnh nhân, nó thay đổi vị trí của khí quản nó tương ứng với cái lồng ngực, nó làm thay đổi cái vị trí của những cơ mà mở ra của cái đường hô hấp trên. Vì vậy hen và CBD nó là một yếu tố thuận lợi để người ta dễ dàng bị OSA. Ngược lại những người bị OSA, mình nghĩ rằng nó chỉ là cái sự tổn thương của đường hô hấp trên, sự xẹp lại của đường hô hấp trên trong khi người ta ngủ thôi. Nhưng không, nó cũng có sự biến đổi viêm gây tái cấu trúc của đường hô hấp dưới. Và như thế, những người OSA đã làm một cái cơ địa để dễ dàng bị mắc hen và CBD. Và đây là những cái nghiên cứu sâu hơn để trả lời câu hỏi đó, thì người ta thấy rằng OSA nó có thể dẫn đến tăng viêm đường hô hấp dưới, nó thể hiện bằng cái hiện tượng cái người bệnh nhân hen mà có OSA nữa, thì vô hình chung cái quá trình viêm của nó thay vì là qua trung gian của tế bào hải toan, nó lại chuyển dịch sang hướng của viêm của trung gian không tế bào hải toan, tức là viêm qua trung gian của TH1. Hoặc là OSA mà có thì nó sẽ làm tăng cái số lượng neutrophil, tăng cái TNF alpha, interleukin 8 trên những người bệnh nhân CBD. Và chúng ta biết rằng neutrophil, interleukin 8 và TNF alpha là những hóa chất trung gian gây viêm ở trong CBD. Như thế, OSA đã góp phần làm cho CBD nặng hơn. Thì đối với hen và CBD, nó là thúc đẩy nguy cơ bị OSA, nó làm viêm phù nề đường hô hấp trên, viêm VA và amidan, và yếu cơ hô hấp trên là do bị viêm hoặc là sau sử dụng của corticoid. Và đó những yếu tố là hen và CBD nó cũng sẽ làm tăng cái nguy cơ bị OSA, và cũng như là OSA thì tăng nguy cơ bị hen và CBD. Người ta mới xem thử là vậy là trên những người bệnh nhân mà có OSA kèm hoặc không kèm với hen và CBD thì việc điều trị nó như thế nào. Thì người ta thấy rằng trên những OSA mà điều trị có CPAP thì tỷ lệ sống sót của họ nó rất là cao, nhưng mà người không điều trị với CPAP thì tỷ lệ sống sót nó thấp hơn rất là nhiều. Và trên những cái nhóm người bệnh OSA có điều trị CPAP thì những người tuân thủ điều trị CPAP thì tiên lượng sống sót nó cao hơn là những người là không tuân thủ điều trị CPAP. Cái điều này thì khá là điển hình, cũng là coi như là cổ điển ở trong cái vấn đề điều trị CBD rồi. Bây giờ chúng ta đặt một câu hỏi, vậy thì nếu chúng ta điều trị đồng thời vừa hen và CBD có giúp cải thiện được OSA hay không? Thì người ta thấy rằng có đấy, nếu tôi điều trị hen và CBD cho tốt thì không những tôi cải thiện được hiện tượng viêm của đường hô hấp dưới, tôi cũng có thể giảm được hiện tượng phù nề niêm mạc đường hô hấp trên, tôi cải thiện được hiện tượng giảm oxy, giảm thức giấc về đêm, và như vậy cái kết cục của OSA nó được khá hơn. Ngược lại, nếu tôi điều trị OSA cho tốt thì có giúp cải thiện hen và CBD không? Thì nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người mà hen CBD có đồng mắc OSA mà được điều trị bằng CPAP thì nó giúp cải thiện kiểm soát hen, nó kết hợp là giảm tỷ lệ tử vong, giảm sử dụng dịch vụ y tế trong CBD. Cho nên đây là những cái chứng cứ cho thấy rằng nếu bệnh nhân vừa hen CBD mà có OSA thì cần phải được nhận diện và điều trị OSA một cách phù hợp. Tôi xin qua phần quý ba thứ ba, tức là dựa với những cái điều mà chúng ta vừa biết như vậy thì chúng ta ứng dụng trong thực hành lâm sàng như thế nào. Thì đây là cái điều đầu tiên là cần chẩn đoán và điều trị đồng thời viêm mũi dị ứng, hen, CBD trên bệnh nhân có OSA
và ngược lại. Tức là ta khi mà vừa có OSA thì chúng ta phải kiểm tra xem bệnh nhân có viêm mũi dị ứng không, có hen không, có CBD không. Ngược lại, nếu bệnh nhân có viêm mũi dị ứng, có hen, có CBD thì kiểm tra có OSA hay không. Khi chúng ta điều trị viêm mũi dị ứng, điều trị hen, điều trị CBD thì phải lưu ý là điều trị cả OSA nữa và ngược lại. Nói thì rất là dễ, nhưng mà trên thực hành lâm sàng, khi mà điều trị đồng thời như thế, khi mà chẩn đoán xác định nhận diện đồng thời các bệnh như thế, thì chúng ta gặp những thách thức gì? Thách thức thứ nhất là trên bệnh nhân bị viêm mũi dị ứng thì người bệnh nhân sẽ bị nghẹt mũi. Khi nghẹt mũi như vậy thì chúng ta nhớ là khi chúng ta thực hiện cái đo đa ký giấc ngủ, đa ký hô hấp để mà chẩn đoán bệnh nhân có bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ hay không, thì cái sông chúng ta sẽ để qua sông mũi và sông miệng nữa. Có cái máy thì dùng cả sông mũi, sông miệng, còn cái chỉ làm sông mũi thôi. Nếu tôi chỉ để sông mũi thôi thì hiện tượng nghẹt mũi như vậy thì vô hình chung nó sẽ làm cho mình thấy có hiện tượng giảm thở, hiện tượng ngưng thở nó nhiều hơn. Cho nên trên những người mà bị nghẹt mũi kiểu như vậy thì cũng sẽ lưu ý khi phân tích đa ký hô hấp, đa ký giấc ngủ, ta phải lưu ý xem kỹ cái lưu lượng qua miệng, qua cái cảm biến qua nhiệt, nhiệt qua miệng, chứ không có chỉ dùng một mình qua cái lưu lượng qua lỗ mũi nữa. Còn trên bệnh nhân hen và trên bệnh nhân, và đặc biệt trên bệnh nhân CBD thì gì? Thì chúng ta biết rằng trên bệnh nhân CBD á, bệnh nhân hen, mà nó có một cái hiện tượng giảm thông khí phế nang về đêm, thì nó dẫn đến một cái chuyện là cái PaO2 nền tảng nó giảm. Ví dụ bình thường PaO2 của mình là 80, 70, thì bây giờ nó sẽ giảm xuống còn là 65 hoặc 60 thì thôi. Thì khi mà PaO2 mà nó giảm còn 60, 65, thì nó nghiêng về phía bên tay trái của đường cong bạch rốt. Và lúc đó chỉ cần một sự giảm cái nồng độ của PA, giảm cái phân suất của PaO2 rất là nhỏ thôi, thì cái độ giảm của SpO2 rất là nhiều. Mà chúng ta ngay ghi nhớ là gì? Là chúng ta chẩn đoán cái ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, để chúng ta dựa vô cái hiện tượng sụt giảm của P, của SpO2 lớn hoặc 3 hoặc 4%. Nhưng bây giờ bởi vì cái nền tảng PaCO2 của bệnh nhân đã thấp sẵn rồi, nhưng chỉ cần hơi giảm nhẹ một chút thì SpO2 đã giảm rất nhiều rồi. Trên vô hình chung, trên những người mà hen và CBD này thì chúng ta có một khuynh hướng có khả năng chẩn đoán quá mức của ASI này. Chúng ta phải hết sức thận trọng với chuyện này. Ở trên bệnh nhân mà bị giảm thông khí phế nang về đêm, hoặc là bệnh nhân là mà bất tương hợp thông khí tưới máu trên hen và CBD hay gặp, thì sẽ có tình trạng giảm SpO2 này. Và như vậy á, thì lúc bây giờ chúng ta phải trả lời một câu, vậy thì cái SpO2 này giảm đi có phải là do biến cố hô hấp hay không? Để mà trả lời cho bệnh nhân đó là bệnh nhân đó bị hen CBD và giảm oxy máu là do một mình ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ thôi, hay là vừa do ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ và do giảm thông khí phế nang nữa. Và như vậy á, thì lúc bây giờ làm sao biết được chuyện đó, thì sẽ có một giải pháp để chúng ta phải xem được cái cảm biến đo CO2 và cuối thì thở ra. Nếu mà nó lại tăng lên nữa thì chúng ta biết rằng người này chắc chắn là có một cái hội chứng giảm thông khí phế nang dẫn đến giảm oxy, chứ không đơn thuần là chỉ có tắc nghẽn, cái ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ mà giảm oxy như vậy. Thì đó là những cái thách thức mà chúng ta sẽ vượt ra trong cái vấn đề chẩn đoán. Rồi. Trong cái vấn đề điều trị thì như thế nào, thì tôi cũng đã nói hồi nãy rồi, trên bệnh nhân mà có viêm mũi dị ứng thì mũi nghẹt nó sẽ làm cho áp lực CPAP có hiệu quả sẽ tăng rất là cao, bệnh nhân thì thức giấc và bỏ trị. Nên lời khuyên đối với những người bệnh nhân đó là gì, khi mà bệnh nhân có viêm mũi dị ứng mà vô cổ OSA nữa thì phải điều trị thật tốt cái viêm mũi dị ứng với corticoid xịt mũi. Nếu bệnh nhân này có vẹo vách ngăn với có polyp mũi thì lúc bây giờ phải hỏi ý kiến của tai mũi họng để có thể điều trị mà chỉnh lại vách ngăn cho bệnh nhân, hoặc những cái polyp mũi có thể lấy đi cho bệnh nhân, thì bệnh nhân điều trị cái CPAP mới tốt được. Không nên là khởi động CPAP rất là nhanh trên những người bệnh nhân mà có bị tổn thương ở mũi như thế, thì bởi vì cái tỷ lệ mà tuân trị của họ sẽ không có cao. Cái ý số 2 là trên bệnh nhân bị viêm mũi dị ứng mà viêm mũi không dị ứng đó, mà sử dụng CPAP như vậy thì nó sẽ dẫn đến khô mũi rất là nhiều. Cho nên trong cái lúc mà chỉ định cái chế độ CPAP đó, ta phải cài đặt chế độ tạo ẩm cao mức 3, mức 4 thì để cho bệnh nhân có hiện tượng ẩm liên tục ở trong đường mũi đó, thì nó mới giảm được hiện tượng làm tăng nặng của viêm mũi dị ứng và tim mũi không dị ứng trên những người bệnh nhân này. Và khi bệnh nhân khám lúc nào cũng phải hỏi hai câu, mũi có khô không và có hay bị chảy máu mũi không. Nếu mà có hai chuyện đó thì chúng ta phải cẩn thận, coi chừng là vấn đề tạo ẩm nó chưa có đủ. Trên bệnh nhân hen và CBD á, thì nó sẽ có một cái câu chuyện là nếu như chúng ta chỉ có OSA bình thường thì chúng ta chỉ dùng máy thở CPAP, dùng áp lực 5 đường thở ra thôi. Nhưng mà nếu người này có hen và CBD mà nó có hiện tượng giảm PaO2 về đêm
cái này không do cái giảm thông khí phía nam, cũng không cho tắc nghẽn luồng khí, mà chỉ do bất xứng của V trên Q thôi. Thì lúc đó cái chỉ định điều trị CPAP là CPAP kèm với oxy, chứ không thể CPAP đơn thuần được. Nhưng mà nếu như bệnh nhân này giảm PaO2 về đêm là do giảm thông khí phế nang chứ không phải do bất xứng V trên Q, thì lúc bây giờ chúng ta chỉ định điều trị cái OSA này phải dùng BiPAP chứ không thể dùng mình CPAP, cũng phải chỉ dùng oxy nữa. Tại lúc bây giờ nó giảm thông khí mà, chúng ta phải dùng pressure support, tức là hỗ trợ áp lực để mà thông khí cho bệnh nhân. Và rõ ràng trong những người bệnh nhân có OSA này, việc mà kiểm soát thật kỹ cái hen và CBD với những cái thuốc phù hợp cho nó, ví dụ dùng ICS hoặc dùng LABA LAMA trong trường hợp CBD, hoặc ICS LABA trong trường hợp của hen, thì nó giúp cải thiện được kiểm soát của hen, đồng thời nó cũng cải thiện được cái đáp ứng đối với OSA nữa. Như vậy tôi đến phần kết luận của mình gồm ba ý sau đây. Ý thứ nhất là OSA là một đồng mắc thường gặp trong viêm mũi dị ứng hen và CBD. Như vậy cần tầm soát OSA trên bệnh nhân viêm mũi dị ứng, bệnh nhân hen, bệnh nhân CBD, và ngược lại tầm soát viêm mũi dị ứng hen CBD trên người bệnh nhân OSA. Đó là cái lời cái luận thứ nhất. Cái luận thứ hai là điều trị tốt OSA với CPAP thì là giúp cải thiện kết cục của viêm mũi dị ứng hen và CBD. Ngược lại, điều trị tốt viêm mũi dị ứng hen CBD với LABA LAMA cộng trừ ICS thì sẽ giúp cải thiện tốt kết cục của OSA. Tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của tất cả quý vị đồng nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Lê Khắc Bảo với cái bài trình bày hết sức là nhiều thông tin và hết sức là bổ ích liên quan đến những cái bệnh đồng mắc với ngưng thở khi ngủ. Chúng ta cũng biết rằng cái thông điệp mà thầy Bảo đưa ra với chúng ta đó là không quên tầm soát các cái bệnh đồng mắc, không quên điều trị khi mà chúng ta đã tầm soát được rồi, thì không quên điều trị đồng thời cả cái bệnh đồng mắc với ngưng thở khi ngủ, trong đó có viêm mũi dị ứng, trong đó có hen, trong đó có COPD. Và việc chúng ta điều trị đồng thời như vậy đó, nó sẽ giúp cho chúng ta cải thiện cả kết cục đối với bệnh OSA cũng như là các cái bệnh đồng mắc khác. Thì chúng ta cũng sẽ có cái phần thảo luận phía sau, thì xin mời các đồng nghiệp chúng ta đặt câu hỏi và chờ thông qua cái task Q&A ở trên phần mềm Zoom, sau đó thì các bạn ban thư ký sẽ tập hợp lại và hỏi các thầy cô báo cáo viên. Thì sau đây thì tiếp theo chương trình thì xin trân trọng giới thiệu và kính mời bác sĩ Lê Thị Hoa Tiên với cái chủ đề trình bày về khảo sát đường hấp trên qua nội soi gây ngủ ở bệnh nhân ngưng thở do tắc nghẽn. Xin mời bác sĩ Lê Thị Hoa Tiên. Bác sĩ Tiên sẵn sàng chưa ạ? Dạ. Giờ bác sĩ Tiên đang gặp một số tình cố đang xử lý ạ. À vâng. Trong khi chờ đợi bác sĩ Tiên chuẩn bị và khắc phục sự cố, thì xin hỏi các thầy cô, các đồng nghiệp ở các đầu cầu, các thầy cô có đặt câu hỏi gì cho thầy Bảo cũng như là cái bài trình bày của bác sĩ Chipat Deep Singh không ạ? Vâng. Xin mời các thầy cô ạ. Có một câu hỏi của bác sĩ Mai Khuê. Vâng, mời thầy Hoàng đặt câu hỏi. Ừ,
bác sĩ Tiên đã sẵn sàng rồi. Sau đây, trong khi chúng ta sẽ mời bác sĩ. Như bác sĩ Tiên Tiên trên bật mic. Chào quý thầy cô, chào quý đồng nghiệp. Tôi bác sĩ Mai Thị Hoa Tiên này đây phần hạnh gửi đến quý đồng nghiệp, quý thầy cô và quý đồng nghiệp một số tham luận về kết quả khảo đường hô hấp trên ở bệnh nhân thở khi cũ do tắc nghẽn được thực hiện tại bệnh viện Tâm Thần Trung ương. Theo y học hiện đại, nhận định thở khi ngủ dạng bệnh lý phổ biến ở con người gây ra những hậu quả nặng nề. Việc thở áp lực dương liên tục là chọn lựa điều trị đầu tiên đối với nhóm bệnh nhân thở trung bình nặng. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu của Lê Thượng Vũ năm 2011, chỉ có 12% bệnh nhân có dung nạp huyết áp. Theo Fushida năm 2010 thì có đến 50-70% không vậy. Vậy số lượng nhân dân mic nó có xong tắt đi mic. Vì vậy số lượng bệnh nhân tìm đến chọn lựa điều trị phẫu thuật ngày càng đông. Tại Việt Nam, riêng ngành tai mũi họng của chúng tôi, việc điều trị phẫu thuật chỉ dừng ở mức can thiệp chỉnh hình họng màng hầu. Chọn lựa bệnh nhân phẫu thuật, chúng tôi dựa vào đa ký giấc ngủ, thăm khám lâm sàng, nội soi tai mũi họng khi tỉnh. Vì vậy, sẽ bỏ qua rất là nhiều vùng giải phẫu bị tắc nghẽn, tỷ lệ điều trị không thành công cao. Chính vì vậy, chúng tôi thực hiện nghiên cứu khảo sát đường hô hấp trên qua nội soi có gây ngủ ở bệnh nhân ngưng thở do tắc nghẽn với mục tiêu. Muốn khảo sát vị trí hẹp đường hô hấp, đồng thời chúng tôi muốn khảo sát mối liên quan giữa các đặc điểm tắc nghẽn trên nội soi và chỉ số ngưng giảm thở, chỉ số khói cơ thể. Tôi xin điểm qua vài nét về lịch sử. Vào năm 1972, Guillermino là người đầu tiên phát minh ra đa ký giấc ngủ. Từ đây nó trở thành tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán xác định hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn. Vào năm 1978, Borowiecki là người đầu tiên thực hiện nội soi ống mềm để đánh giá vùng tắc nghẽn khi bệnh nhân đang ngủ tự nhiên. Tuy nhiên, phương pháp này gây nhiều bất cập cho bệnh nhân, vì vậy nó không được chú trọng. Đến năm 1991, Grubb and Pringles thực hiện tạo giấc ngủ tự nhiên bằng diazepam, sau đó sử dụng ống nội soi mềm để khảo sát vùng tắc nghẽn, viết tắt là Drug Induced Sleep Endoscopy, DISE. Từ đó, phương tiện này trở thành rất là phổ biến để chẩn đoán nhanh vùng tắc nghẽn. Nghiên cứu của chúng tôi là mô tả hàng loạt ca có can thiệp. Dân số đích là những bệnh nhân đến khám tại bệnh viện tai mũi họng vì ngủ ngáy. Dân số nghiên cứu là những bệnh nhân có ngưng thở do tắc nghẽn trung bình nặng được chẩn đoán qua đa ký giấc ngủ. Tiêu chuẩn nhận bệnh của chúng tôi là những bệnh nhân trên 16 tuổi có AHI trên 15 lần giờ. Bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu. Các tiêu chuẩn loại trừ, bệnh nhân không thỏa một trong hai tiêu chuẩn nhận bệnh. Bệnh nhân đã từng phẫu thuật điều trị ngáy hoặc phẫu thuật vùng hầu họng thanh quản trước đó. Bệnh nhân có bệnh lý vùng mũi xoang. Bệnh nhân có hẹp đường hô hấp trên do nguyên nhân u và chấn thương. Phương tiện nghiên cứu của chúng tôi khá đơn giản, gồm một cái hệ thống ống soi mềm có ghi hình và hệ thống máy gây mê giúp thở, có monitor theo dõi sinh hiệu SpO2, ECG, thuốc ngủ midazolam. Đây là bố cục phòng soi tại bệnh viện tai mũi họng của chúng tôi. Chúng tôi thực hiện các bước soi và ghi hình theo 3 bước. Đầu tiên, ống soi mềm ở ngang mức cửu mũi sao để đánh giá hầu mũi. Bước thứ hai, đầu ống soi ngang bờ tự do của khẩu cái mềm để khảo sát thành bên hầu, amidan khẩu cái. Bước thứ ba, đầu ống soi vượt qua khỏi mờ tự do của màng hầu để khảo sát đáy lưỡi và thanh thiệt. Chúng tôi mô tả kết quả nội soi theo phân loại VOTE của Kenzirang 2011, đánh giá ở 4 vị trí: màng hầu tức là hầu mũi, thành bên hầu, đáy lưỡi và thanh thiệt. Chúng tôi mô tả kiểu tắc nghẽn trước sau, bên bên và đồng tâm.
Sau đó chúng tôi thực hiện thủ thuật nâng cầm để đánh giá sự thay đổi các vùng vừa khảo sát, ghi nhận sự thay đổi SpO2. Chúng tôi mô tả 3 mức độ tắc nghẽn, không là không tắc nghẽn, một là tắc nghẽn bán phần, còn thấy được các cấu trúc phía sau vùng tắc nghẽn. Mức độ 2 là tắc nghẽn hoàn toàn, không đánh giá được các cấu trúc phía sau vùng tắc nghẽn. Quy trình nghiên cứu của chúng tôi có thể tóm tắt như sau. Bệnh nhân trên 16 tuổi có triệu chứng ngủ ngáy. Bệnh nhân được đo đa ký giấc ngủ với chỉ số ngưng giảm thở trên 15 lần một giờ. Bệnh nhân thỏa tiêu chí chọn mẫu. Và nếu bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu, chúng tôi tư vấn nội soi khi ngủ. Chúng tôi thực hiện nội soi bằng midazolam với liều khởi đầu là 0,03mg bạc ký. Khi bệnh nhân bắt đầu ngáy và có cơn ngưng thở, chúng tôi tiến hành nội soi, khảo sát vùng hầu mũi, thành bên hầu, amidan và đáy lưỡi và thanh thiệt. Từ thời gian tháng 7/2019 đến tháng 10/2020, chúng tôi thu dung được 30 bệnh nhân với lứa tuổi trung bình là 44,5, lứa tuổi bắt đầu là từ 25 đến 60 tuổi. Đây là lứa tuổi lao động, mang lại lợi ích kinh tế cao cho đất nước. Vì vậy, nếu mà không được phát hiện và chẩn điều trị phù hợp, sẽ là gánh nặng cho nền kinh tế và nền y tế của đất nước. Hầu hết là nam giới với chỉ số khối cơ thể là 27,94. Chúng tôi ghi nhận một số bệnh lý cơ bản, trong đó có 13% là bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản đã được chẩn đoán và điều trị ở các bệnh viện lớn. Chỉ số ngưng giảm thở trung bình là 46,16 với SpO2 tối thiểu khá thấp, phản ánh mức độ ảnh hưởng nặng đề đến chất lượng giấc ngủ, chất lượng cuộc sống. Và cái đặc tính của người Việt Nam mình là chỉ tìm đến bác sĩ khi mà bệnh tật đã rất là nặng. Chúng tôi thu nhận được hầu hết là có đa tắc nghẽn và tắc nghẽn từ hai vùng trở lên, chiếm đến 70%. Bác sĩ Tiên bật mic. Kết quả của chúng tôi cũng tương đồng với Ku Ravislav. Đa tắc nghẽn là một trong những nguyên nhân khiến CPAP và phẫu thuật can thiệp đơn thuần tại vùng màng hầu thất bại. Vì vậy, nếu ứng dụng nội soi lúc ngủ, giúp chúng ta có thể định hướng được kế hoạch điều trị cụ thể cho bệnh nhân. Chúng tôi ghi nhận được hầu hết bệnh nhân có tắc nghẽn tại vùng hầu mũi với các kiểu tắc nghẽn đồng tâm và trước sau. Đây là kiểu tắc nghẽn trước sau hoàn toàn. Đây là kiểu tắc nghẽn vùng hầu mũi đồng tâm hoàn toàn. Từ những kết quả trên cho thấy hầu mũi vẫn là vị trí quan trọng trong kế hoạch điều trị của chúng ta. Vì vậy, phẫu thuật chỉnh hình màng hầu vẫn còn rất phổ biến. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công cũng không được cao lắm. Năm 2011, thì Kazirian là người đầu tiên phân loại kiểu xẹp giúp định hướng và tiên lượng phẫu thuật. Ivan ghi nhận rằng đối với kiểu xẹp trước sau thì tiên lượng với khả năng thành công phẫu thuật chỉnh hình hỏng màng hầu khá cao hơn xẹp đồng tâm. Chúng tôi ghi nhận được có 56,7% là xẹp thành bên hầu. À,
Theo Sores ghi nhận, xẹp thành bên hầu cũng là một yếu tố liên quan đến thất bại của phẫu thuật. Vì vậy, cần phải nội soi đánh giá xẹp thành bên hầu trước khi phẫu thuật giúp định hướng điều trị và tiên lượng được cuộc phẫu thuật. Chúng tôi ghi nhận có 16,7% tắc nghẽn tại vùng amidan khẩu cái. Chúng tôi ghi nhận có 23,4% là tắc nghẽn tại vùng đáy lưỡi. Ở đáy lưỡi đẩy xẹp thanh thiệt về phía thành sau hầu. Gần đây, vai trò của thanh thiệt trong cơ sơ chế bệnh sinh của ngưng thở lúc ngủ ngày càng được quan tâm kể từ khi ứng dụng nội soi khi ngủ được phát triển rộng rãi. Thật vậy, rất là khó quan sát được xẹp thanh thiệt khi nội soi lúc bệnh nhân tỉnh. Đây là hình ảnh nội soi lúc bệnh nhân tỉnh, thanh thiệt thẳng đứng, không xẹp. Chúng ta có thể dễ dàng đánh giá được xẹp thanh thiệt khi qua nội thiệt về phía thành sau hầu, làm tắc nghẽn thanh môn. Xẹp thanh thiệt cũng là một trong những nguyên nhân khiến CPAP không có thành công. Kết quả chúng tôi ghi nhận được có 40% bệnh nhân xẹp thanh thiệt, trong đó có 26,6% là kiểu xẹp trước sau, tức là thanh thiệt bị xẹp về thành sau hầu, và tỷ lệ 13,3% là xẹp thanh thiệt bên, tức là thanh thiệt xẹp hình omega. Chúng ta cần phải phân biệt xẹp thanh thiệt nguyên phát và xẹp thanh thiệt thứ phát để định hướng can thiệp điều trị. Đối với xẹp thanh thiệt thứ nguyên phát là do mềm sụn thanh thiệt hoặc là mất tính chất đàn hồi của hệ thống dây chằng ở thanh thiệt, xẹp thứ phát là có vai trò của đáy lưỡi và vị trí của xương móng. Rất là dễ dàng để phân biệt xẹp nguyên phát hay thứ phát qua nội soi gây ngủ, qua thủ thuật nâng thanh thiệt thứ phát. Khi chúng tôi nâng cầm bệnh nhân thì thanh thiệt trở về vị trí bình thường. Chúng tôi ghi nhận tỷ lệ bệnh nhân đa tắc nghẽn hầu mũi thành bên hầu và thanh thiệt và hầu mũi thành bên hầu chiếm tỷ lệ cao trong nhóm đa tắc nghẽn. Khi chúng tôi khảo sát mối tương quan giữa vùng tắc nghẽn và mức độ ngưng giảm thở, chúng tôi nhận thấy không có sự tương quan giữa chỉ số ngưng giảm thở và chỉ số khó cơ thể. Một nghiên cứu khá quan trọng của Linkasei, Kushida và Guillemino so sánh hội chứng ngưng thở lúc ngủ giữa bệnh nhân châu Á và bệnh nhân da trắng thì đưa ra hai nhận định khá là quan trọng. Đó là béo phì không là yếu tố nguy cơ đáng kể ở bệnh nhân châu Á, và bệnh nhân châu Á phần lớn không béo phì nhưng có mức độ ngưng thở lúc ngủ nặng tương đương với bệnh nhân da trắng, do cái đặc tính khác biệt về cấu trúc giải phẫu giữa dân tộc châu Á và dân tộc châu Âu. Đó là đặc tính hàm dưới vẩu, góc nền sọ hẹp, đường hô hấp trên ở khoang sau hầu ngang mức đáy lưỡi thành sau hầu và vị trí xương móng. Khi chúng tôi so sánh đặc điểm tắc nghẽn và mức độ nặng của ngưng thở, chúng tôi nhận thấy rằng ở hầu mũi có liên quan đến mức độ nặng của ngưng thở, đặc biệt là kiểu xẹp đồng tâm. Chúng tôi không nhận thấy sự khác biệt về mức độ nặng ngưng thở và số lượng vùng tắc nghẽn. Giai đoạn bệnh theo đánh giá của Freeman giúp tiên lượng được tỷ lệ thành công của phẫu thuật can thiệp tại vùng màng hầu. Đối với giai đoạn Freeman 1 thì khả năng thành công khá cao. Tuy nhiên, bước qua giai đoạn Freeman 2, khi có sự tham gia của vùng đáy lưỡi, vùng hạ hầu và thanh quản thì tỷ lệ thất bại với phẫu thuật cũng khá cao. Chúng tôi không nhận thấy sự tương quan giữa vùng tắc nghẽn và giai đoạn Freeman. Vì vậy, đối với bệnh nhân giai đoạn Freeman 2 trở lên thì cần phải nội soi khi ngủ để khảo sát vùng hạ hầu trước khi can thiệp phẫu thuật. Đây là một ca lâm sàng có thể minh họa được tất cả những kết quả mà chúng tôi vừa đề cập. Bệnh nhân này 36 tuổi, có chỉ số BMI là 24,7 ở giai đoạn thừa cân. Tuy nhiên, bệnh nhân có chỉ số ngưng giảm thở khá cao,
mức độ nặng qua nội soi trước ngủ, trước khi qua nội soi lúc tỉnh thì chúng ta không nhận thấy được có sự tắc nghẽn ở vùng đáy lưỡi, vùng thanh thiệt. Vị trí lưỡi cũng ở mức bình thường, amidan khẩu cái không quá phát. Bệnh nhân được xếp loại là giai đoạn Riemann 2. Tuy nhiên, khi chúng tôi thực hiện khảo sát qua nội soi khi ngủ, chúng ta có thể nhận thấy đáy lưỡi xẹp đẩy thanh thiệt gặp về hai bên và xẹp cả thành bên hầu. Tôi xin tóm tắt một vài kết quả quan trọng trong nghiên cứu của chúng tôi. Nam giới chiếm hầu hết, tuổi tập trung là ở từ 26 đến 60 tuổi, độ bão hòa oxy máu tối thiểu trung bình khá thấp. Đa tắc nghẽn chiếm hầu hết ở bệnh nhân, và hầu hết là bệnh nhân là có tắc nghẽn tại vùng hầu mũi, tắc nghẽn tại vùng thanh thiệt chiếm 40%, trong đó tắc nghẽn thứ phát chiếm tỷ lệ cao hơn nguyên phát. Đa tắc nghẽn là xẹp thành hầu mũi và thành bên hầu, xẹp hầu mũi phối hợp thành bên hầu thanh thiệt chiếm ưu thế. Không có mối tương quan giữa chỉ số khối cơ thể và chỉ số ngưng giảm thở, không có mối tương quan giữa giai đoạn Riemann và đặc điểm vùng tắc nghẽn, không có tắc nghẽn vùng hầu mũi, đặc biệt kiểu xẹp đồng tâm tương quan với mức độ nặng của ngưng thở, đa tắc nghẽn không tương quan với mức độ nặng của ngưng thở. Từ những kết quả nêu trên, chúng tôi nhận thấy cần phải chẩn đoán sớm và can thiệp điều trị thích hợp ở bệnh nhân ngưng thở lúc ngủ trung bình nặng. Qua đó chúng tôi cũng nhận thấy rất nhiều khuyết ưu điểm của phương pháp nội soi khi ngủ, giúp chúng ta có thể khảo sát trực diện vùng tắc nghẽn, dễ dàng chẩn đoán nhanh vùng tắc nghẽn ở hầu họng, hạ họng và thanh quản, đặc biệt là kiểu tắc nghẽn thanh quản nguyên phát hoặc thứ phát, và từ đó giúp chúng ta có thể định hướng nhanh cách thức can thiệp điều trị phẫu thuật hay không phẫu thuật, và phẫu thuật thì sẽ can thiệp ở những vùng nào, giúp chúng ta có thể tiên lượng và theo dõi kết quả điều trị. Qua đó chúng tôi nhận thấy rằng cần phải nội soi khi ngủ, các phương pháp nội soi khi ngủ cần phải được phát triển và ứng dụng rộng rãi trong phác đồ chẩn đoán ngưng thở lúc ngủ do tắc nghẽn, giúp chúng ta có thể lựa chọn cách thức điều trị thích hợp, theo dõi và tiên lượng kết quả phẫu thuật. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và quý đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn bác sĩ Lê Thị Hoa Ti. Hay tôi rõ ràng là học rất là nhiều điều trong cái thực hành, thì có lẽ là cũng sẽ có một câu hỏi hỏi cho bác sĩ đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển có phần các thầy tài trợ xin mời công ty tâm học. Thưa nói em xin kính thưa quý thầy cô, các bác sĩ cùng toàn thể các thành viên trong hội trường cũng như là tham gia cái buổi trực tuyến online, thì em là Khánh, em đại diện cho công ty Tâm Hợp, thì xin giới thiệu đến quý thầy cô về cái của công ty. Dạ thì công ty em là một trong những cái đơn vị cũng đồng hành cùng Hội Giấc Ngủ để có những cái sản phẩm hỗ trợ cho bệnh nhân ngưng thở khi ngủ cũng như bệnh nhân có bệnh lý kết hợp. Thì nội dung em xin trình bày, trước tiên là em xin giới thiệu sơ qua về công ty, thứ hai nữa là em xin giới thiệu về các sản phẩm nhóm ngưng thở khi ngủ của công ty em, và cuối cùng là em xin giới thiệu về việc lựa chọn các loại mặt nạ của công ty phân phối, và hiện tại là phân phối các sản phẩm của Philips. Dạ, đầu tiên thì mình xin em xin giới thiệu đó là công ty em là công ty Tâm Hợp. Thì hiện tại công ty Tâm Hợp thì có 3 chi nhánh, có một văn phòng chính và 2 chi nhánh, đó là văn phòng ở Hồ Chí Minh và 2 chi nhánh tại Hà Nội và Cần Thơ.
Thơ. Thì công ty em có các chi nhánh ở miền Bắc và miền Nam để nhằm mục đích là có thể hỗ trợ khách hàng một cách nhanh nhất, để khi mà khách hàng có những cái vấn đề về nhân thực, về máy móc cũng như về hỗ trợ kỹ thuật thì có thể tương tác được nhanh. Thì ở trên thông tin là có số điện thoại liên hệ và cũng như các bạn phụ trách ở cả văn phòng Hồ Chí Minh, Hà Nội và Cần Thơ để tìm cho các bệnh nhân có thể liên hệ và có thể hỗ trợ. Thì bên đây là em cũng xin giới thiệu sơ về cái hình ảnh, bên đây là văn phòng bên công ty của em. Dạ. Dạ thì đi vào sản phẩm hỗ trợ ngưng thở khi ngủ, thì bên Tâm Hợp là nhà phân phối chính thức của Philips về các sản phẩm máy thở cá nhân và máy thở dành cho các phòng khám và gia đình về ngưng thở khi ngủ. Thì sản phẩm bên em trải dài từ CPAP cho tới BiPAP và các dòng có thể sử dụng để cho mình mang đi khi mình đi công tác hay đi du lịch để cho nó nhỏ gọn. Thì về CPAP thì mình sẽ có tập trung vào cái hiện tại thì cái sản phẩm mà em đang phân phối đó là cái dòng máy CPAP Auto. CPAP Auto thì đặc trưng cho ngưng thở khi ngủ, thì cái khoảng áp lực thì hiện tại nó phổ biến từ 4 tới 20cm nước. Tuy nhiên thì đối với một số bệnh nhân thì họ sẽ cần cái ngưỡng áp lực cao hơn. Thì đòi hỏi cái việc mà họ xài thì phải có đảm bảo cái sự thoải mái cũng như là cái áp lực điều trị các bác sĩ có thể dễ dàng chỉ định cao hơn cái mức 20. Thì bên em có luôn cái sản phẩm CPAP, là có luôn sản phẩm BiPAP. Cái là BiPAP thì BiPAP nó sẽ có cái ngưỡng áp lực cao hơn, cũng như là khi mà bệnh nhân có cái áp lực trung bình cao thì BiPAP nó sẽ giúp cho bệnh nhân cái thì thở ra của bệnh nhân nó dễ dàng và bệnh nhân sẽ tiếp nhận cái quá trình điều trị nó tốt hơn, tránh cái việc mà bệnh nhân có cái áp lực cao quá rồi họ về đêm á, khi áp lực tăng cao họ khó thở ra và họ sẽ chóng máy dẫn đến tình trạng là khó tuân thủ. Bên cạnh đó thì một cái sản phẩm mà hiện tại tụi em cũng đang phân phối rất là nhiều, đó là cái sản phẩm về BiPAP dành cho các bệnh lý kết hợp, đó là cái dòng BiPAP AVAP. Thì cái BiPAP này có cái mốt thở ST là có nhịp thở dự phòng của máy, cũng như là ngoài cái việc mà nó quản lý và hỗ trợ về áp lực thì nó còn có quản lý về thể tích, thì nó sẽ giúp cho bệnh nhân có những bệnh lý về ngưng thở khi ngủ, kèm theo đó là có những bệnh lý kết hợp chẳng hạn như COPD, giảm thông khí do béo phì hoặc là nhiễm cơ. Thì ngoài ra thì hiện tại như một là tình trạng COVID thì diễn biến phức tạp, thì một số đơn vị họ cũng trang bị cái dòng máy thở BiPAP AVAP để có thể hỗ trợ khi mà tình hình dịch diễn biến phức tạp như vậy. Thì nếu như bệnh nhân có gặp phải tình trạng COVID thì máy thở Rimtusan BiPAP AVAP cũng là một cái lựa chọn để hỗ trợ. Dạ, rồi bên phía cùng đó là cái sản phẩm mà hiện tại tụi em thiết kế về cái sản phẩm mà để chuyên dùng cho đi công tác và đi du lịch, đó là cái sản phẩm Rimtation Go. Thì thiết kế cái máy CPAP này nó nhỏ gọn, cũng như là cái lưu lượng pin mà nó có thể xài tối đa là 3 tiếng, để trong trường hợp mà mình có thể đi trên máy bay nè, sắp đi du lịch nó gọn nhẹ. Thì cái dòng này hiện tại là cái dòng mới của bên tụi em, thì hy vọng là trong sau năm nay, cuối năm nay thì tụi em sẽ có thể người tiêu dùng có được cái sự lựa chọn vậy cho cái việc mà di chuyển. Anh nói ngoài cái việc mà máy thở CPAP cũng như BiPAP nó hỗ trợ về áp lực, thì ngoài cái dòng, ngoài những cái chính năng, tính năng chính đó thì tụi em có một số những cái tính năng phụ trợ kèm theo đó để giúp cho cái quá trình sử dụng của bệnh nhân cũng như là định chuẩn áp lực của bác sĩ nó sẽ tốt hơn, chẳng hạn như là Upsista, Assista hoặc là Performance Check để giúp cho bệnh nhân, ví dụ như bệnh nhân ở nhà, bệnh nhân muốn kiểm tra rằng motor, bo máy hoặc là các phần của máy đang hoạt động có ổn hay không, mình có thể vô phần này mình check trực tiếp, máy nó sẽ auto check và nó sẽ cho mình thông tin trực tiếp trên máy luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có thêm một cái nữa là tính năng mới, đó là Smart RAM. Một số bệnh nhân thì khi sử dụng máy thì họ bắt đầu ngủ, thì cái giai đoạn họ ngủ thì có thể họ dễ ngủ hoặc là khó ngủ. Thì nếu như mà mình máy mà mình tăng cái áp lực cao lên liền thì trong giai đoạn đó bệnh nhân sẽ rất là khó tiếp nhận cái áp lực của máy. Thì máy này, chức năng mới của máy bên em nó sẽ có thêm cái tính năng RAM, đó là nó sẽ giúp cho bệnh nhân giảm áp lực trong giai đoạn đầu để bệnh nhân tiếp nhận cái áp lực dễ dàng và đi vào giấc ngủ. Thì
nếu như mà cái thời gian bệnh nhân ngủ nhanh quá, thì nếu mình để cái thời gian RAM mà nó dài quá thì nó lại gây cho bệnh nhân là nếu bệnh nhân có hội chứng ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn lúc đó thì nó không đủ nâng cái áp lực lên để hỗ trợ. Còn nếu như mà mình để cái thời gian RAM ngắn quá thì mình nếu bệnh nhân khó ngủ thì nó lại làm cho cái hiện tượng khó ngủ đó diễn ra dài hơn. Thì cái smart RAM này nó giúp cho bệnh nhân là nó đa dạng được cái thời gian RAM, có nghĩa là bệnh nhân ngủ rồi nó thấy là hiện tượng tắc nghẽn xảy ra, có hiện tượng trở kháng tăng cao trên đường đường thở thì nó sẽ nâng cái RAM, nó sẽ bỏ qua cái thời gian RAM và đưa cái áp lực điều trị hiệu quả vô luôn để cho giúp cho bệnh nhân có được cái áp lực tốt ngay thời điểm đó luôn. Đồng hành cùng cái việc mà máy CPAP thì chắc chắn là cái lựa chọn cái mặt nạ là một trong cái yếu tố mà rất là quan trọng để mà đợi cho bệnh nhân có được cái điều trị mà bệnh nhân thoải mái khi mà mình ngủ, cũng như là cái hiệu quả điều trị cao. Thì ở đây bên Philips thì em có rất là nhiều loại mặt nạ, thì mình thấy là nó sẽ có dòng mặt nạ về chụp mũi, mặt nạ điện mũi, mặt nạ ống mũi, cũng như mặt nạ full face. Full face là mặt nạ mũi miệng. Thì mặt nạ thì tại sao mình có nhiều loại như vậy? Tại vì nó sẽ phù hợp với từng đối tượng bệnh nhân. Chẳng hạn như những người họ không thích là đệm vô cái phần mũi của họ mà họ rất là dễ nhạy cảm thì mình có thể lựa chọn các loại mặt nạ chụp mũi. Ngoài ra thì một số bệnh nhân thì họ có áp lực rất là cao, thì nếu như cái mặt nạ có một lớp đệm thôi thì không có đủ đảm bảo cái độ kính cho mặt nạ thì mình có thể sử dụng mặt nạ như bên phía tay phải của em. Thì ở góc trong cùng thì mặt nạ đó là mặt nạ hai lớp đệm thì nó sẽ giúp cho cái áp lực nó đồng hơn, cái mặt nạ nó sẽ kín hơn. Ngoài ra thì có một điểm nữa đó là một số bệnh nhân khi mà sử dụng mặt nạ thì có những loại mặt nạ nó sẽ phân bố cái áp lực trên toàn khuôn mặt, thì nó gây một số bệnh nhân nhạy cảm thì cái vùng da trên chỗ mũi họ sẽ rất dễ bị ấn hàn, cái vết hàn lên thì nó rất là đau. Thì mình sẽ thiết kế cái phần đó thì cái có một thiết kế dành cho những bệnh nhân đó, đó là cái thiết kế mặt nạ Amaravim, thì nó chỉ có tiếp xúc cái phần từ mũi đổ xuống thôi thì nó sẽ giúp cho bệnh nhân giảm thiểu cái tác động lực lên cái vùng cánh mũi của bệnh nhân. Và nó sẽ giúp một cái điểm nữa là nó sẽ giúp bệnh nhân có cái khoảng tác động lực để giữ cái miệng bệnh nhân không có hả miệng ra trong lúc mình ngủ, để tránh cái khí nó đi vào cái đường thực quản, nó sẽ làm cho bệnh nhân đầy hơi. Và một yếu tố nó đòi hỏi đi kèm theo cái việc mà mặt nạ đó là mặt nạ nó phải tinh gọn, cũng như là nó phải có thẩm mỹ. Tại bệnh nhân bây giờ lựa chọn mà ngay cả người nhà nói chuyện mà thấy bệnh nhân đeo như vậy thì họ rất là lo lắng, và bệnh nhân cũng thấy là nó quá rườm rà khi mà bệnh nhân sử dụng. Thì bây giờ thì em đã có những cái dòng mặt nạ nó thân thiện hơn với bệnh nhân, chẳng hạn như cái gì mình thấy trên cái slide đó là cái dòng mặt nạ về điểm mũi, rồi nó sẽ kết hợp kết hợp như mặt nạ chụp mũi và mặt nạ below. Thì những cái thiết kế này nó sẽ giúp cho bệnh nhân có cái cảm nhận nó nhẹ nhàng khi mà mình sử dụng, tránh cái áp lực tâm lý quá lớn cho bệnh nhân cũng như người nhà. Dưới đây là cái hình mà em có nhấn mạnh hồi nãy, đó là cái mặt nạ Amaravim. Mặt nạ Amaravim này nó giúp cho bệnh nhân có được cái điểm tiếp xúc, nó tránh đi cái việc mà cấn lên cái cánh mũi của bệnh nhân, cũng như là nó sẽ giúp giữ cái miệng bệnh nhân không có bị hã ra trong lúc mà bệnh nhân ngủ, để tránh cái khí nó đi vào đường thực quản. Thì cái mặt nạ này nó có một cái ưu điểm nữa, thì hiện tại đa phần các mặt nạ nó sẽ cải tiến để nó có, mình thấy là ở chỗ khóa gài của mặt nạ thì hiện tại nó sẽ chuyển sang là dạng 500, để một số bệnh nhân khi mà đeo vào họ không có đeo được chặt á, thì chỉ cần đưa 500 lại gần cái vị trí của cái mặt nạ là nó sẽ tự động hít vào cái mặt nạ, thì mình sẽ đỡ cái thao tác và cũng đỡ cái văn phòng mình lúng túng trong lúc mình đeo cái mặt nạ. Phối hợp với cái việc mà mình làm sao để có điều trị tốt nhất thì về phần máy thì giờ tụi em có thêm cái phần con người, tụi em có cái phần dịch vụ, thì tụi em muốn là hỗ trợ bệnh nhân tốt nhất. Thì ngoài việc mà tụi em có rất nhiều cái chi nhánh thì tụi em cũng xây dựng nên một cái danh sách để thường xuyên thăm hỏi bệnh nhân, và thường xuyên là gọi điện hỏi thăm bệnh nhân, cũng như là mình nhắc nhở bệnh nhân để gửi cái kết quả cho mình để mình kiểm tra bệnh nhân hiện tại là sử dụng mặt nạ có máy có ổn hay không, áp lực đã tốt chưa, mặt nạ có kín không, và độ ẩm nó có phù hợp hay không, để
trong quá trình bệnh nhân xài có bất kỳ trục trặc gì mình sẽ phát hiện rất là nhanh và hỗ trợ cho bệnh nhân kịp thời. Dạ, thì cuối cùng là một số cái thông tin liên lạc của bên tụi em để mà có thể mà hỗ trợ tốt nhất cho bệnh nhân. Thì xin chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi và rất mong thời gian tới mọi người sẽ ủng hộ giúp đỡ tụi em nhiều. Dạ. Cảm ơn kỹ sư Khánh đã giới thiệu cho hội nghị chúng ta những cái lựa chọn về máy thở cũng như là lựa chọn về mặt nạ. Bây giờ chúng ta còn khoảng 10 phút để trả lời các câu hỏi. Thì hồi nãy tôi có một câu hỏi của bác sĩ Mai Khuê. Câu hỏi thứ nhất là mặc dù là cái OSA nó có thể gây ra hiện tượng viêm của đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới, nhưng mà để nói rằng OSA mà gây ra hen và CVD thì có lẽ mình chưa chắc chắn. Thì câu trả lời của tôi là hoàn toàn đồng ý với bác sĩ Khuê, tại vì những cái kết quả mà nghiên cứu này thì toàn là lấy ra từ những cái nghiên cứu cắt ngang thôi. Trong những nghiên cứu cắt ngang này thì người ta tìm thấy được cái sự liên quan, tức là có hiện tượng tăng lên sự kết hợp của OSA với hen và CVD, còn chưa có trả lời được dứt khoát là đúng là OSA có gây ra cho CVD và hen hay không. Tuy nhiên đó là một những gợi ý và chúng áp dụng ở trên thực hành lâm sàng của mình. Chúng ta biết rằng hen và CVD thì OSA là một yếu tố thúc đẩy để đẩy những cái trường hợp bệnh hen và CVD nó nặng hơn, nó kém kiểm soát hơn và nó đi vào đợt cấp. Và như vậy, cái thông điệp ở đây là gì? Bởi vì chúng nó có sự liên quan với nhau nhiều như thế, cho nên chúng ta cần phải quan tâm đến cả hai. Là cái đối đó là cái câu hỏi thứ nhất. Cái câu hỏi thứ hai á, là bây giờ bệnh nhân có viêm mũi dị ứng thì đến lúc mình đo đa ký giấc ngủ thì mình cũng khó phát hiện là bệnh nhân có viêm mũi dị ứng. Thì nên chăng là mình điều trị xong viêm mũi dị ứng rồi mới đo đa ký giấc ngủ cho bệnh nhân hay không? Thì câu trả lời của tôi là cái lời này thì rất là phù hợp. Thì rõ ràng là nếu chúng có thể giải quyết được đề viêm mũi dị ứng thì các tín hiệu mà từ lỗ mũi đi ra mình sẽ được thăm dò kỹ hơn. Trên thực hành lâm sàng, cái từ chỗ này cũng đưa ra thông điệp là gì? Khi chúng ta khám bệnh nhân lần đầu, chúng ta phải cảm sát kỹ cái mũi. Nếu bệnh nhân có cái lỗ mũi mà nó bị nghẹt, bị viêm mũi dị ứng như vậy, thì trong lúc chờ đợi lên cái lịch để đo đa ký giấc ngủ thì không phải là chúng ta biểu bệnh nhân về không, mà chúng ta nên cho cái điều trị của viêm mũi dị ứng để mà sau đó để đo được cái đa ký giấc ngủ. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa rằng là phải điều trị cho xong cái viêm mũi dị ứng thì mới đo được cái đa ký giấc ngủ, mà chúng ta chỉ đợi trong khoảng thời gian như vậy thôi. Vì sao như vậy? Bởi vì cái tín hiệu mà mình để đọc được cái ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ thì không phải chỉ là tín hiệu qua mũi mà còn tín hiệu qua miệng nữa, kết hợp với tín hiệu của sự suy giảm của cái SpO2 cũng như là sự cử động của ngực và bụng, thì do giúp cho chúng ta có thể tiên đoán được là bệnh nhân này có ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ hay không. Nó chỉ tạo khó khăn chứ không phải là điều chống gì đấy mà không có đo được cái giấc ngủ trong trường hợp bệnh nhân có viêm mũi dị ứng. Thì đấy là hai phần câu hỏi của tôi. Xin hỏi là có các quý vị hội viên nào, các quý vị đại biểu nào có đặt câu hỏi cho bác sĩ Hoa Tiên cũng như là kỹ sư Khánh hay không ạ? Nếu mà chưa thì tôi có một câu hỏi cho bác sĩ Lê Thị Hoa Tiên, đó là bây giờ thì cái vai trò của nội soi khi ngủ như vậy thì nó rất là hay. Thì theo ý kiến của bác sĩ Tiên đó, thì có phải là tất cả bệnh nhân thở tắc nghẽn khi ngủ đều cho nội soi khi ngủ hay không, hay là chỉ chọn lọc lại một số bệnh nhân thôi ạ? Dạ vâng ạ, cảm ơn thầy. Đối với bệnh nhân ngưng thở mất ngủ, không bị rất mạnh.